Em xin kính chào quý vị chị nhé, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục lên cho quý vị chị chúng ta một cái sản phẩm, một lô đất có địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Và cái mẫu sản phẩm hôm nay em giới thiệu cho quý vị chị chúng ta là một lô đất, lô góc hai mặt tiền đường. Và đã có một cái căn nhà nhỏ nhỏ như thế này rồi, nhà cấp 4 nhỏ nhỏ thôi quý vị chị. Đấy, là một lô góc hai mặt tiền phun hồng toàn bộ và có một cái chiều dài bám mặt tiền con đường nhựa như thế này nhé quý anh chị nhé, là lên đến là 90m, 90m nha quý anh chị nhé. Lô góc hai mặt tiền, chiều sâu mặt tiền bên này là được 37m và tính từ mặt tiền con đường này mà đi vào trong là 37m và nở hậu phía chiều ngang đằng sau quý vị anh chị là nở hậu là 91m quý anh chị nhé. Là lô đất của chúng ta là nở hậu hai lô góc hai mặt tiền khu vực khu dân cư. Đấy, từ vị trí này mà chúng ta ra đến đầu đường liên huyện liên xã quý anh chị nhé là nó rơi vào khoảng 700m và ra đến ủy ban là khoảng một cây số đổ lại, và ra đến trung tâm của huyện Chư Sê là nó rơi vào khoảng 10 cây số. Và rẽ hướng tay trái thì chúng ta sẽ đi về các xã Bừng Ngon, Gia Tiêm, rồi ra đến ngã Ba La Sơn của thành phố Pleiku là nó rơi vào khoảng 25 cây số nhé. Đây là cái mặt tiền con đường liên thôn liên xã này quý anh chị, là được quy hoạch khá là rộng. Em nhớ không nhầm thì nó quy hoạch rộng phải đến 22m đấy quý anh chị nhé, 22m là con đường này. Là chiều sâu là 37m là trừ hết lộ giới rồi nhé quý anh chị nhé. Lô góc hai mặt tiền, đường bìa rất là đẹp, bìa vuông vức luôn. Đấy, đây là khu vực khu dân cư. Đây em sẽ đi hết danh. Đấy, và đây em sẽ đi từ cái hướng này lại. Đây danh của chúng ta là bắt đầu từ cái cột bê tông này. Đấy, tí nữa em sẽ đi vào cái nhà rồi cái vườn rồi em quay cho quý vị chị. Đấy, theo cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về khu dân cư trong này và chúng ta đánh một cái vòng ra đến đánh vòng hình chữ U quý vị anh chị, là ra đến mặt đường con đường liên huyện liên xã rồi đi đến Bờ Ngon, đi đến Gia Tiêm luôn nhá, đường thông luôn quý vị anh chị. Đây trên đất thì có điện nước, nhà bài bản rồi, trên đất đang trồng cà phê, bơ, chanh dây, ranh giới rõ ràng hết. Đây mốc lộ giới vào cái cột này nhá. Đấy, sau này sửa lại đường hoặc là nâng cấp lên thì mốc lộ giới sẽ làm đường sẽ đến cái hàng rào này quý anh chị, là đường cực kỳ rộng nhé. Đấy, có cây ăn trái này, sầu riêng này, chanh dây này, bơ này, rất nhiều loại nhé quý anh chị nhé. Đây, 90m quý anh chị, 90m rất là dài với tổng diện tích là 3.500m2 những chị nhé, 3.500m2. Và em xin công bố luôn cái giá là chỉ 10 triệu một mét ngang thôi, 10 triệu một mét ngang, có nghĩa là 900 triệu quý vị anh chị đã sở hữu một cái lô đất như thế này rồi. 900 triệu là sở hữu cho mình một cái lô đất 90m mặt tiền đường. Quý vị anh chị mua về chúng ta có thể phân lô ra, chúng ta đách 10m, 10m một, hoặc rồi chúng ta lên thổ cư chúng ta bán. Bán như này thì bán rất là dễ nhé quý anh chị nhé. Bởi vì người công dân hoặc là người dân ở đây có cái mức tài chính khoảng vài trăm là có thể mua được rồi. Khu vực khu dân cư nhé quý anh chị nhé. Đây và danh chúng ta đến cái cột này nhé quý anh chị nhé. Đây danh của chúng ta là đến cái cột gỗ này quý anh chị, và hắt lên bên này qua cái cột điện thứ hai kia là 90m quý anh chị, 90m. Và bây giờ em sẽ tiến sâu vào cái mảnh vườn để quay giới thiệu chi tiết cho quý vị anh chị nhà cửa nhé. Nhà cửa điện nước đầy đủ. Quý vị anh chị mua về chúng ta có thể làm vườn ở đây được. Chúng ta định cư sinh sống tại đây. Ở đây thì có một cái căn nhà rồi. Đây và em sẽ đi tắt vào trong cái lối này. Đầu tiên là quay vườn trước. Đây, vườn của chúng ta, cà phê tơ những chị nhé. Cà phê tơ khoảng 300 cây cà phê tơ. Ngoài ra còn có cả chanh dây này, dàn chanh dây như thế này. Có sầu riêng những chị nhé. Đấy, có bơ này. Toàn bộ cà phê tơ hết những chị nhé.
có khoảng khoảng 30 cây sầu riêng, 30 cây sầu riêng năm thứ 3 như này. Đây cà phê rất quả trái rất là to nha quý vị anh chị nhá. Chanh dây thì quý vị anh chị mua về là chúng ta được thu luôn này. Rồi đến cà phê này, cà phê khoảng tháng 2 tháng nữa là thu quý vị anh chị. Đấy, nhãn này. Đấy, hành cà phê rất là đẹp nhá. Cà phê cực kỳ đẹp luôn. Đất bằng phẳng vuông vức luôn quý vị anh chị nhá. Đất bằng phẳng, rồi chất đất đỏ ba gian này. Đó, cà phê này. Bơ này quý vị chị. Bơ nhá. Đấy, bơ trái cực kỳ to luôn. Đây. Danh của chúng ta đến đây những chị nhá. Chiều sâu là 37m đến cái hàng cột này. Bên này cà phê già là của bên hàng xóm rồi. Cà phê tơ là của chúng ta. Ranh giới rào rậu bài bản hết. Đó. Đây có chôm chôm này, sambuche này. Rất nhiều loại cây ăn trái. Cái này quý vị anh chị mua về thì chúng ta có thể làm cái mô hình nghỉ dưỡng. Hoặc là quý vị anh chị đến tuổi về hưu rồi, chúng ta muốn sở hữu cho mình một cái lô đất khoảng vài sào, vừa có thể đầu tư, vừa có thể định cư sinh sống tại đây, vừa có thể làm vườn được. Đấy. Giá thì cũng khá là hợp lý. Gia chủ đã hạ sát giá rồi. Giá này là gia chủ hạ để mong muốn bán được, mới đưa ra một cái mức giá cực kỳ là rẻ như thế này. Chỉ có 10 triệu một mét ngang thôi, 900 triệu cho tổng cái lô này nhá. Đấy. Bình nước này, nhà cửa xây bài bản hết, sân bê tông sạch sẽ quý vị chị nhá. Đó, đây là cái nhà phòng khách này quý vị anh chị. Đó, đây là vị không gian phòng khách nhé. Đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ khá là rộng quý vị anh chị nhé. Đây cũng có một phòng ngủ nữa. Đây, đây là vị trí phòng bếp nhé quý chị nhé. Phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ. Nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ hết nhé. Đấy, quý vị anh chị mua về chúng ta có thể sửa sang lại một chút, hoặc chúng ta xây thêm, xây một vài gian nữa chúng ta ở thoải mái luôn. Mọi tiện ích trong vòng bán kính khoảng một cây số đổ lại thôi. Và quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm đến cái sản phẩm lô đất này thì liên hệ ngay cho em nhé. Với số điện thoại em đã ghim trên màn hình. Và kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin bìa cho quý vị anh chị. Quý vị anh chị nào đang xem kênh thì cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo nhé. Để chúng ta nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất Chúng Em. Em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị. Và bây giờ em sẽ thể hiện trên màn hình flycam nhé.